chấn động chưa từng ai tiết lộ. Cuộc đời Ất Mão sinh năm 1975, từ 49 đến 80 tuổi, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời. Phúc lớn mệnh lớn, tránh họa đắc lộc, vận may liên tục kéo đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, mua nhà to hơn, tậu xe xịn hơn. Ất Mão phước lớn mệnh dày, sinh thời phúc quý nở hoa để dành, ngũ thần hộ mệnh xung quanh, chấm vàng điểm sáng thành danh lâu bền, gương soi chấm số bề trên, vinh hoa phú quý phúc bền đời sau. Quý vị thân mến, nếu cuộc sống này chỉ toàn là nhung gấm lụa là, nhà xe lộng lẫy, tiền tỷ trong tay, thì đó quả là cuộc sống quá tuyệt vời đúng không ạ? Thế nhưng cuộc đời là vô thường, cuộc sống là hung cắt đan sen, nay đỏ mai đen khó ai đoán định, có người hôm nay vẫn ở nhà lầu, có kẻ hầu người hạ, két sắt cả tạ vàng, cậu ấm cô chiêu châm anh thế Việt, nhưng bỗng hứng chịu đại hạn, đùng một cái trở thành con nợ tán gia bại sản. Bên cạnh đó lại cũng chẳng ai nghĩ rằng, mình đang bị giam hãm trong sự nghèo khổ túng thiếu, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng chỉ sau một đêm bỗng giàu bất ngờ, trúng số độc đắc, cầm tiền tỷ trong tay, mở lòng từ bi cứu giúp những người yếu thế. Cuộc đời này là thiên biến vạn hóa, cuộc sống này là bất định, việc đổi vận đổi đời sau một đêm đã có nhiều minh chứng, dưới sự tính toán chi tiết vận niên cung mệnh. Các bậc thầy tử vi chiêm tinh đã hợp lực tiết lộ một phát hiện chấn động rằng, những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, cuộc đời sẽ bùng nổ. Chúng lớn giàu to từ năm 49 đến 80 tuổi, nếu biết và tránh được những hiểm họa sau đây, vậy cùng theo chân Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, từ 49 đến 80 tuổi, gặp đại họa gì không, hay chúng số đổi đời giàu sang? Đã đến lúc tự thấy mình chậm lại, 50 rồi trẻ mãi được hay sao, những rằn di trên trán ngỡ bị cào, và mái tóc hôm nào nay điềm bạc, ở độ tuổi tính bắt đầu đổi khác. Hay suy tư chuyện lầm lạc qua thời, thích nói nhiều như ra vẻ tay chơi, cũng có thể thích buôn lời nói phét, bước vào tuổi hay ốm đau lẹt đẹt, sổ mũi nhức đầu ghét chuyện nắng mưa, đâu như như xưa thường hay cứ làm bừa, trời mới chuyển thì cũng vừa sụt xịt, bước vào tuổi bắt đầu thèm trẻ nít, thích bế bồng và hôn hít cháu con, ở cái tuổi trải qua thời nghiệt ngã, mới thấy rằng sóng gió đã rời ra, tích góp thêm câu chuyện để làm quà, dạy con trẻ thế nào là giới hạn, ở cái tuổi đã bắt đầu biết chán, tấm trò đời của ngày tháng xa xưa. Thùa bon chen trong cuộc sống lọc lừa, giờ dừng lại cũng đủ vừa kịp lúc. Vâng, tín chủ tuổi Ất Mão thân mến, qua 50 tuổi đã thông tỏ mọi chuyện, từng bước qua núi cao biển rộng, từng gặp nơi giang hồ hiểm hóc, thật thật giả giả, tốt và xấu, ngọt bùi đắng cay thiện và ác, tín chủ đều kinh qua, đều đã từng nếm trải, dẫu thành công hay thất bại, dẫu sướng vui hay đau khổ, tất cả đều yên hẳn trong tim bao trải nghiệm, nên yêu gì, ghét gì, nên làm gì, không làm gì, tín chủ đều đã có đáp án cho riêng mình. Nếu trái tim tuổi đôi mươi như con suối, trái tim tuổi 30 như dòng sông, trái tim tuổi 40 như thác bình cuồn cuộn chảy, thì trái tim người 50 tuổi lại như biển rộng mênh mông. Họ vừa hóm hỉnh với người khác, lại vừa cười vui tự giễu cợt bản thân mình. Qua 50 tuổi Ất Mão tâm đủ tĩnh, nghĩ đủ sâu, lòng đủ lắng đọng. Nếu khi xưa nông nổi và nhẹ dạ, thì khi qua tuổi 50 mới thực sự hiểu ra ý nghĩa của sinh mệnh là gì, đơn giản là bởi tâm của tín chủ đã bao la hơn. Đã từng tranh giành, đã từng nỗ lực, đã từng đắc ý, cũng từng thất vọng. Nhưng những gì cần có đều đã có, những gì không có cũng chẳng tư tưởng hão huyền. Mọi thứ đều quá quen thuộc. Hào khí năm xưa nay lại trở thành sự khoan dung. Sự gay góc khi xưa nay đã trở nên trơn nhẵn. Sự tranh đoạt khi xưa nay lại trở thành giây phút thành thơi. Ất Mão ơi, đã qua 50 tuổi làm việc hay làm người đều khiến người khác yên lòng, không còn bị ràng buộc bởi những việc lặt vặt trong gia đình. Nên Ất Mão có thể chuyên tâm làm những điều mình yêu thích, bởi tín chủ đã làm việc nửa đời, nên giờ đây mọi thứ đều trở nên đơn giản dễ dàng, cộng thêm sự chăm chỉ, nên chẳng thể sai lạc. Qua 50 tuổi, tín chủ đã đoán biết được bệnh tật, trước 50 tuổi người tìm bệnh, sau 50 tuổi bệnh tìm người, ê nhức bả vai là bệnh đặc thù của người qua 50 tuổi, nên còn gọi là bả vai tuổi 50. Ngoài ra, bệnh cao huyết áp, mỡ máu cao, đường huyết cao và bệnh tim cũng bắt đầu xuất hiện. Ất Mão qua 50 tuổi khao khát tình thân, khát vọng được khỏe mạnh, trong tim tín chủ có thoáng ưu tư thương cảm, cũng có sự bất lực nặng nề. Quý tín chủ tuổi Ất Mão thân mến, sau đây là vận trình cuộc đời của tín chủ từ năm 49 đến 80 tuổi. Người tuổi Ất Mão từ 49 đến 80 tuổi, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, có khả năng nhìn nhận vấn đề thấu đáo, con giáp phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn. Nên thuận lợi vượt qua khó khăn, chạm đến thành công vang dội. Tuy nhiên cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng thăng hoa, vẫn có lúc thăng lúc trầm, lúc lên voi khi xuống chó.
Sau đây là diễn biến cụ thể vận trình cuộc đời của Ất Mão, sinh năm 1975, từ 49 đến 80 tuổi. Đầu tiên, khi Ất Mão 49 tuổi, 49 chưa qua, 53 đã tới, đây là câu nói ám chỉ tuổi hạn của mỗi người, tức là vào năm 49 tuổi, con người sẽ gặp điều xui xẻo, vận xấu, thậm chí nguy hiểm tới cả tính mạng. Hậu quả tuổi 49 chưa qua hết thì lại đến tuổi 53, vận hạn cũng không kém, và Ất Mão dù ít hay nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi hạn này. Cộng thêm năm Ất Mão còn bị Thái Bạch chiếu mạng, sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh mạnh nhất trong mạng lưới hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, việc làm ăn lận đận, thậm chí còn tác động ảnh hưởng đến cả tính mạng con người. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn, bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận, Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương Tinh. Ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỉ, thêm nhân khẩu, hôn nhân gia đình cưới gả đều hạn chế, sử dụng tiền tài cần chú ý quan tâm tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt, nhưng hay ưu tư vì bị mây mù bao phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ, nên đời sống u tối liên tục gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lượng của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu thế khép kín, nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên, thì vận trình thăng quan tiến chức rất nhanh. Gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý quan tâm, thận trọng với việc cho vay tiền, vì dễ phát sinh cự cãi. Khi cần giải quyết và xử lý những việc này, thì phải thật nhã nhặn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Ất Mão còn gặp hạn thiên la dễ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu bị hiểu nhầm, cự, bị dư luận xã hội lên án, phê phán, đả kích mạnh mẽ, nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí còn phải chịu những mức án xử phạt theo pháp luật của nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng. Trong năm này sức khỏe thể chất của bản mệnh khá tốt, tuy nhiên bạn cần tránh vận động và di chuyển đường sông nước cầu phà. Trong năm gặp vận hạn kê giáp viên, bản mệnh cần chú ý hạn chế cho người khác vay mượn tài lộc, bởi cho vay nợ rất khó đòi lại được. Trong năm này bản mệnh nên làm phúc, giúp sức cho nhiều người hơn. Về đường tình duyên, trong năm bản mệnh nên chân thành, chung thủy với bạn đời tri kỷ, keo mắc mưu kẻ xấu, gặp khẩu thiệt nho nhỏ. Ngoài ra trong năm này dễ có bạn khác giới đang muốn tận dụng bạn. Ất Mão hãy nhẫn nhịn để mái ấm gia đình ấm cúng, chớ ghen tuông to tiếng kẻo chuyện bé xé ra to, tâm luôn không yên lo ngại mọi điều. Tiếp theo tuổi Ất Mão từ 50 tới 65 tuổi. Xem bói tử vi tuổi Ất Mão dự báo, đây có thể là khoảng thời gian đầy thử thách, nhưng cũng đầy cơ hội và hy vọng. Theo chuyên gia tử vi, từ 50 tới 65 tuổi sẽ là thời gian đầy biến động về mặt tài chính và sức khỏe đối với người tuổi Ất Mão. Tuy nhiên với sự kiên trì và nỗ lực họ có thể vượt qua những khó khăn và tìm được thành công trong công việc, cuộc sống. Áp lực trong tháng khá lớn, đến từ những kỳ vọng yêu cầu của cấp trên, lại còn cả áp lực phải duy trì vị trí hiện tại, để không mất đi lợi thế với đối thủ cạnh tranh, khiến bạn gần như lúc nào cũng phải căng não, khối lượng công việc tăng cao, có khi còn phải tăng ca hay mang việc về nhà làm. Ất Mão phạm cục diện tương hại, lại thêm cả nguyệt lệnh lâm tuyệt gây ra nhiều khó khăn, tiểu nhân cũng lăm le rình rập, chỉ cần bạn gây ra một sai sót nhỏ, cũng có thể viện cớ đó để buông lời gièm pha, hạ bệ uy tín của bản mệnh, các kế hoạch xảy ra nhiều xáo trộn, trục trặc nửa chừng, thậm chí có sự cố còn vượt khỏi tầm kiểm soát của con giáp này. Bên cạnh yếu tố khách quan, thì chính bản thân Ất Mão cũng chưa đủ quyết tâm và kiên trì để phấn đấu, nên sự nghiệp xuất hiện mối nguy không nhỏ là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh thái độ làm việc, sắp xếp các đầu mục công việc khoa học hơn, sẵn sàng ứng phó với mọi vấn đề xảy ra, tuổi Ất Mão vẫn có thể tạo ra đột phá bất ngờ. Mặc cho hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, trước khi đưa ra các quyết định lớn, bản mệnh nên cân nhắc thật kỹ càng, chớ nên nôn nóng. Nếu có vấn đề gì chưa chắc chắn, bạn nên bình tĩnh quan sát tình hình, không nên vội vàng phát biểu ý kiến hay hành động hấp tấp, kẻo rước họa vào người. Trong các mối quan hệ xã giao, bạn cũng nên duy trì khoảng cách nhất định, không nên vội tin tưởng ai một cách tuyệt đối, có ngày bị phản lại. Thực tế hung vận khá lớn, nhưng tuổi Ất Mão hãy cứ hạ quyết tâm và theo đuổi mục tiêu tới cùng, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ 50 tới 65 tuổi, các mối quan hệ xã giao ở trạng thái không nóng, không lạnh, nhưng chỉ cần một chút hiểu lầm cũng có thể phá hỏng ấn tượng tốt. Mà đôi bên đã xây dựng trong quá trình hợp tác bấy lâu, tín chủ sẽ cần thêm khéo léo để duy trì giữ mối hợp tác làm ăn. Tình hình sức khỏe của Ất Mão ở độ tuổi này có dấu hiệu sa sút, các mối bận tâm chăn trở trong cuộc sống và công việc dần hình thành áp lực tâm lý, khiến thể trạng của bạn khó được đảm bảo.
Tinh thần bất ổn có thể đảo lộn thói quen sinh hoạt hàng ngày, là nguyên nhân sinh ra nhiều tật bệnh, triệu chứng khó chịu. Nếu tiếp tục ăn uống, ngủ nghỉ thiếu điều độ, thì sức khỏe sa sút là điều dễ hiểu. Con giáp này nên tìm cách cân bằng cuộc sống, duy trì thói quen luyện tập thể thao hàng ngày, đặc biệt hãy dành thời gian cho bản thân để được nghỉ ngơi khi cần. Thứ ba, Ất Mão từ 65 đến 80 tuổi. Ở độ tuổi này, Ất Mão đối diện với nhiều khó khăn bất ổn dồn dập trong cuộc sống, bởi đã về hưu lúc này mưu sự bấp bênh, nay đây mai đó, mà sức khỏe cũng sa sút, ốm đau liên miên, tư tưởng của bản mệnh cũng nhiều bế tắc, cần phải có phương pháp giải tỏa kịp thời để tránh u uất, căng thẳng. Về công việc, công danh sự nghiệp chững lại, kế hoạch dễ đổ bể, biến động về công việc khá nhiều, đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Bên cạnh đó, năng lực làm việc giảm sút, không phát huy được ở mức cao nhất, khó nắm bắt cơ hội thăng tiến. Về tài lộc, thu nhập của tuổi Ất Mão bị ảnh hưởng khá nhiều. Tuổi Ất Mão không nên tham gia bất cứ trò cá độ đỏ đen nào, kẻo có ngày tay trắng. Về sức khỏe giảm sút, dễ gặp hung hiểm bất ngờ, ốm đau bệnh tật khó tránh, vì vậy cần chú trọng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, bạn nên đề phòng thương tật tay chân, tai nạn xe cộ bất ngờ, đặc biệt coi chừng những thương tổn do kim loại gây ra, ví dụ như dao kéo, vật nhọn, thanh sắt, kính vỡ. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh những tình huống va chạm cãi vã, kẻo xảy ra xô xát dẫn tới họa huyết quang. Trong mọi tình huống, con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Nữ mệnh cần chú ý các vấn đề về nội tiết, sinh lý, hung tinh thiên khốc còn ám chỉ có tang chế trong nhà. Tuổi Ất Mão quan tâm nhiều hơn tới người nhà, thường xuyên đưa đi kiểm tra thân thể toàn diện để kịp thời phát hiện bệnh tật, nhất là người lớn tuổi. Quý Tín chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975, cần đặc biệt chú ý. Sau đây là một số cảnh báo dành cho Tín chủ trong 3 năm tới. Cảnh báo thứ nhất, không đặt áp lực cho bản thân. Có những người thường hay đặt mình vào một cuộc sống, lúc nào cũng phải căng thẳng lo lắng tột độ, tự đặt ra một yêu cầu quá cao, rồi bắt mình phải leo lên. Và rồi một khi phát hiện ra rằng mình làm chưa tốt, là lập tức rơi vào vòng xoáy nghi ngờ bản thân, không chấp nhận điều kiện hiện tại, không ngừng so sánh mình với người khác, cứ như thế tinh thần càng lúc càng bất mãn, bế tắc, cuộc sống vì thế mà trở nên ngột ngạt khó thở. Mỗi chúng ta khi được sinh ra và sống trên đời có một lần, hà cớ gì ta phải tự dày vò, tự làm khổ mình đến thế, hãy thông cảm cho bản thân. Đừng tạo áp lực cho chính mình, vui vẻ trân trọng những gì mình đang có, chúng ta sẽ phát hiện thêm nhiều điều đẹp đẽ trên thế giới này. Và khi thông cảm cho chính mình, chúng ta sẽ phát hiện thêm một điều nữa, là thực ra ta đã bước lên một tầm cao mới. Cảnh báo thứ hai, có tiền không đến hai nơi này. 1. Sòng bạc. Nơi đầu tiên mà chúng ta cần kể đến chắc chắn có nhiều người cũng có thể đoán được, đó chính là sòng bạc. Hiện nay những nơi gọi là sòng bạc không thể được tồn tại hợp pháp, bởi pháp luật nước ta có quy định nghiêm cấm các hành vi tụ tập đánh bạc dưới mọi hình thức. Tuy nhiên vào thời xa xưa, việc đánh bạc là một chuyện hết sức bình thường và được cho phép mở rộng cho những ai có tiền là có thể đến tìm vui. Dù ở thời đại nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng hiểu rõ rằng sòng bạc là nơi không hề tốt đẹp. Đó là chốn nhộn nhạo nhất mà chúng ta có thể bắt gặp vô số loại người trên đời. Những người đến nơi này chủ yếu là để thỏa mãn thú vui, ăn chơi sa đọa của bản thân. Rất nhiều người chỉ vì những thú vui nhất thời này mà vung hết tiền bạc vào giới bạc, trong một đêm thua hết toàn bộ tiền tán ra bại sản. Vì vậy, dù bạn có giàu đến cỡ nào, cũng phải tránh xa cám dỗ của cờ bạc, dù chỉ là thử cho vui cũng đừng bao giờ thử, nếu không muốn bị nhấn chìm vào tệ nạn có nguy cơ mất hết tất cả. 2. Nơi ong bướm. Nơi thứ hai cần được kể đến được gọi là chốn lầu xanh, tương tự như sòng bạc, chốn lầu xanh vào thời đại trước được hoạt động hợp pháp là nơi mua vui cho hoàng thất quý tộc và những người giàu có. Nguồn gốc của lầu xanh theo lịch sử Trung Quốc, xuất phát từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, đến thời điểm hiện tại chốn lầu xanh đã được biến tấu thành nhiều loại hình khác nhau và nó vẫn ngang nhiên tồn tại, mặc cho bị pháp luật ngăn cấm. Chính vì vậy, việc mà mỗi chúng ta có thể làm là giữ mình tránh xa nó, không thể để một phút ham mê chơi bời, đánh mất đi chính mình. Chính vì vậy tất cả mọi người cần nhớ, cho dù có tiền cũng không thể ham mê ăn chơi, điều này sẽ chỉ khiến bản thân đánh mất chính mình, sức khỏe và cả tiền bạc. Cảnh báo thứ ba, tránh xa những điều này. 1. Coi bạn như thùng rác. Có người đã từng nói, trên thế giới này nhiều người giống như những chiếc xe tải chở rác, họ chất đầy rác của mọi người và chạy xung quanh, nhận về mình những mùi hôi, tiếc nuối, tức giận và thất vọng. Do đó một trong những kiểu người bạn nên tránh xa là kiểu người thường xuyên phàn nàn, mang năng lượng tiêu cực cho người khác,
Về lâu dài bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì chính những cuộc đối thoại tiêu cực này, trong khi giao tiếp giữa các cá nhân, sự hòa thuận và năng lượng tích cực mới là nhân tố quan trọng để duy trì mối quan hệ lành mạnh. 2. Luôn cho mình là đúng và nhận thức kém. Có những kiểu người đánh giá khả năng nhận thức của họ cao hơn năng lực thực tế. Khi gặp phải loại người này, do họ có sai lệch từ chính nhận thức bên trong, nên bạn càng cố giải thích họ càng không chấp nhận. Do vậy, không cần lý do, tránh xa họ mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. 3. Không biết giới hạn và coi việc nhờ vả người khác là điều hiển nhiên. Nhiều người viện cớ bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, rồi liên tục yêu cầu sự trợ giúp từ người khác một cách phi lý. Nếu gặp trường hợp đó, bạn tuyệt đối không nên cả nể hay nhún nhường. Hãy hiểu rằng, từ chối phù hợp là một loại bảo vệ chính mình. Khi một trong những người bạn của bạn đưa ra nhu cầu thực dụng, nếu bạn thực sự không muốn, thì hãy dũng cảm nói không. Từ chối phù hợp là một loại bảo vệ chính mình. Trong thực tế, mọi người đều thích kết giao với người giỏi hơn, chứ không ai muốn dây dưa với những người tầm thường. Do đó, nếu bạn muốn có được các mối quan hệ tích cực, đừng quên biến bản thân thành người tích cực. Trước hết, mỗi ngày đều để ý hoàn thiện và tích lũy bản thân hơn một chút, dần dần bạn cũng sẽ trở nên có giá trị và có năng lực thu hút những người giỏi giang một cách tự nhiên. Thật phúc phần cho tín chủ nào đang nghe tới đây, sau đây là lời nhắc mệnh dành cho tín chủ. Phật gia có ngũ giới, tức là năm điều ngăn cấm, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là những điều cơ bản làm người, cũng là những việc làm tích âm đức rất hiệu quả. Sở dĩ Đức Phật đặt ra năm giới vì ngài mong muốn cho người Phật tử tại gia luôn được quả báo tốt đẹp. Bạn có biết vì sao cửa nhà Phật cấm rượu, không sát sinh để nhận phúc báo trường thọ, không trộm cắp để nhận phúc báo đại phú, đại quý, không tà dâm để bảo vệ sự công bình, bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình và gia đình người, không nói dối để nhận lại sự tôn kính của mọi người, không uống rượu để luôn giữ được sự minh mẫn và thông tuệ? Cho nên, tu ngũ thiện, tức là năm điều thiện, thì mới có thể được phúc báo trường thọ, an khang, giàu có, gia đình và sự nghiệp viên mãn. Nếu trong năm dài tháng rộng của cuộc đời, bạn có thể dùng ngũ giới để tu thân, tương lai chắc chắn sẽ nhận lại quả ngọt xứng đáng. Khi hành thiện tích đức đủ nhiều, quả báo cũng tăng lên theo đó, bởi vì tích đủ thiện mới có thể biến thành âm đức, phúc báo, che chở cho con cháu nhiều đời sau. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.